cái tóc này một cái dạng vậy. Hả? Ủa tối vậy đó. Đại bàng tung cánh hay gì? Cái tóc này ha. Ủa vậy là nó đã như vậy rồi. Không. Em có coi suy nhân sao? Cái gì vậy mọi người, em cho biết em mấy ông mà đóng nhà chị Mừng đó, xưa lại tóc kiểu này nè. Cô tí bích cướp đúng không? Cô tí bích cướp làm tóc chim vương cho em. Đúng rồi, nãy giờ tính tóc chim vương. Nãy giờ đúng không? Chính bận quá trời bận. Đi vào trong chụp. Tình thiếu ở đâu rồi? Tay chỗ tay. Vừa cứ rồi chỗ tay. Sau này là có ca sĩ rồi. Chỉ chiên hà. Trên trận đem gọi là đặt
vấn đề về thời tiết, trời ở ngoài thì cứ mưa rả rích từ hồi trưa cho tới bây giờ luôn, nên là chắc chắn sẽ có rất nhiều những cái bất cập, và hy vọng là bên ekip của Hà cũng như là phía ban tổ chức của lớp Son sẽ gọi là cố gắng và đừng có để bị cái thời tiết làm ảnh hưởng tới tâm lý, cứ hết mình đi, và bởi vì ngày mai chúng ta sẽ có một đêm nhạc thiệt là hay và thiệt là tuyệt vời, hy vọng như vậy. Lớp Son, lớp Việt Nam. Rồi các bạn chương trình lớp Son à, và theo như là biết rằng là đây là cái chương trình lớp Son đầu tiên mà có tổ chức trà chiều, và đây là số đầu tiên, và trong thời gian sắp tới, những năm sắp tới là chương trình sẽ có những cái tiết mục cũng như là những cái buổi tập huấn. Khen như vậy là quá thừa, nhưng mà thật sự là lúc nào chị Hà cũng sẽ đẹp như vậy. Và buổi trà chiều ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt khi chúng ta đã từ ở ngoài sân kia để có thể vào khán phòng này, đúng nghĩa là nó ấm cúng và gần gũi hơn rất là nhiều. Mọi người có thấy nóng không ạ? Nhưng mà nóng thì chúng ta có thể ấm áp hơn với nhau đúng không ạ? Chị Hà ơi, không biết là cảm xúc của chị trước cái thềm lớp Son và ngày mai hiện tại là như thế nào rồi? Phải thú thật với mọi người là Hà cùng với ban nhạc đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, và cũng xin được nói trước đó chính là lần đầu tiên Love Songs được tổ chức ở ngoài trời, và bản thân Hà thì luôn biết với giọng hát, với cách hát cũng như là với những bài hát của mình thì thật ra ở trong một cái khán phòng ấm cúng để mà thủ thỉ thì sẽ luôn là hợp nhất. Tuy nhiên Hà nghe một lời đồn là ở Đà Lạt ngoài trời vẫn có thể làm được điều đấy. Mà mọi người cũng có thể biết là Love Songs của Love Songs 1 là cách đây đã 7 năm về trước. Và khi mà Hà làm lại Love Songs này, Hà không ngờ là thời gian có thể trôi qua nhanh đến như thế. Và khi đó thì trước một tuần hoàn toàn chưa có điều gì xảy ra hết, mà thông tin thì đã có hết rồi. Và Hà lúc đấy không biết làm gì cả, bởi vì tâm trạng cũng rối bời. Và chỉ trong một buổi tối Hà qua làm việc cùng với anh Hoài Sa thì đã lên được một list bài hát, vì chưa bao giờ hát cái gì cả, thành ra dễ dàng để lựa chọn những bài hát cũng như là những bản phối cho lớp song 1. Và thành công quá, rồi lại tiếp tục áp lực cho lớp song 2. Rồi sau đó trải qua một mùa dịch thì cũng lách nách một bài lớp song. Và bây giờ mới quay trở lại là lớp song 3 là chính thức và ở ngoài trời, nên là thực sự Hà rất là đau tim. Đau tim đầu tiên đó chính là thời tiết. Đau tim thứ hai đó chính là không biết là không khí có bị loãng hay không. Và đầu tiên thứ ba là không biết mọi người có hài lòng khi đến đấy, ngồi trong cái không gian ở ngoài, thời tiết hơi se lạnh. Và Hà đã tự nhủ lòng là không được phép tham hát quá nhiều, mà Hà sẽ chất lọc ra những bài hát hay nhất, những bài hát mà những lớp son trước chưa thể hiện, và kể cả những lớp son trước, những bài hát mọi người yêu thích. Và tất cả hôm nay mình bật mình rất tình này người biết thôi, là không có bất kỳ một tiết mục đơn, bài hát đơn nào cả. Và tất cả đều được kết nối lại với nhau, những bài hát của người khác 25-26 bài, nhưng mà tiết mục thì lại không nhiều đến như thế.
đủ để chúng ta ngồi đấy, đủ để Hà có thể chia sẻ câu chuyện và sau đó là trả mọi người về với gọi là freedom, cuộc sống của mọi người chứ không bắt mọi người ngồi đấy quá lâu. Và Hà cũng rút một kinh nghiệm, Hà đi nước ngoài khi xem chương trình ca nhạc thì rất là xúc tích và hát những gì cần hát, nói những gì cần hát nói, nên là cũng không quá dài cho mọi người cảm thấy mệt. Nên là mọi người yên tâm là ngày mai mọi người sẽ chưa đến mức bắt đầu cảm thấy lạnh là chúng ta đã đứng dậy đi về rồi. Rồi mọi người cũng phải tốn tiền nữa để mua vé bút vé khách sạn này kia ăn uống rồi ở lại chỉ vì lớp son phụ đi Hà thì chắc chắn là phải trọng đại tất cả mọi thứ. Chia sẻ chị Hà. Cảm ơn những chia sẻ rất là đặc biệt của chị Hà. Và nên ông nghĩ là tất cả chúng ta ngồi ở đây kết nối với nhau chỉ là một chữ lớp thôi ạ. Và sau đây em xin mời một người bạn của chị Hà của lớp son đã rất yêu thích và lựa chọn bằng mọi giá là đồng hành cùng với lớp son và giúp đỡ lớp son rất là nhiều, và đặc biệt là chuyến đi từ thiện ngày hôm qua thì Hà đại diện cho Troop Hydration cùng với Hà. Em nói lạnh lùng là bởi vì chị Hà không phải là một người thể hiện ra bên ngoài những cái sự gọi là quá là quan gọi là ủng hộ một cách kiểu bằng lời nói ấy, bằng giọng điệu. Chị Hà luôn luôn là có cái sự bình tĩnh. Thế nhưng mà về mặt hành động thì là chị Hà luôn âm thầm. Ví dụ như bất kỳ lúc nào mà em có một lời nhờ là chị ơi có cái hoạt động này từ thiện như thế này, thì em biết là chị Hà sẽ là một con người không phải lúc nào cũng rảnh. Chị Hà làm việc rất là nhiều và rất là bận rộn, bởi vì là em đồng điệu trong cả việc chăm sóc sức khỏe với chị Hà. Em hiểu là chị Hà là người mà chăm sóc sức khỏe nó vô cùng kỹ càng và bận rộn như thế, nhưng mà khi mà em đưa ra các cái câu chuyện về từ thiện ấy thì chị Hà lúc nào cũng ưu tiên cho em. Thì em thấy rằng là cái việc mà lạnh lùng nhưng mà hành động thì lại rất là tuyệt vời, rất là ấm áp. Không nói nhiều ạ. Vâng. Cảm ơn Hằng đã đồng hành và thực sự mà nói là cũng đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn Hằng rất nhiều. Để cũng biết là nói đi nói lại thì cũng phải cảm ơn các nhà tài trợ, vì không có nhà tài trợ chị hơi khổ, nhưng vừa mất trộm xong vẫn lên khổ. Quý vị cũng biết là ban nhạc rồi hàng trăm con người và các bạn, và không chỉ có Trip Transition mà rất là nhiều các anh chị cũng đã đồng hành cùng với Hà nói chung, mà mọi người đồng hành là bằng trái tim thực sự, chứ không có ai đòi hỏi bất kỳ một cái điều gì. Và qua những cái chương trình lớp son như thế này, Hà phải công nhận là mình vô cùng may mắn đấy. Hà vô cùng may mắn khi đúng là Hà thực sự là lạnh lùng, bởi vì Hà ít khi mà nhắn tin hỏi thăm hay là điện thoại cho mọi người hàng ngày để giữ những mối quan hệ đấy, bởi vì Hà luôn luôn là một người sợ làm phiền người khác. Mà trong khi chắc cũng có Trang đây làm chứng, vì trong khi thì đôi khi mỗi người sẽ có những cái sự đòi hỏi khác nhau, muốn được quan tâm lẫn nhau, nhưng Hà thì lại là người nghĩ là bây giờ mà gọi điện thì chắc người ta đang bận cái này, người ta đang làm cái khác, nên là cứ như vậy xong rồi trở thành một cái người lạnh lùng lúc nào không biết. Và đặc biệt là Hà thì chỉ có ở nhà, ngoài công việc thì chỉ có ở nhà và ở nhà cùng với con, nên là cũng ít khi đi ra ngoài, ít khi tiếp xúc cùng với mọi người. Thành ra chỉ có lớp song mới có cơ hội để kể cho mọi người nghe hết những câu chuyện của mình và để cho mọi người nhìn thấy là thực ra là mình không có lạnh lùng như thế. Mình cũng hơi hâm nữa cơ, chứ mẹ chỉ có lạnh lùng không ạ. Một lần nữa cảm ơn Nancy rất là nhiều. Vâng, Nancy có xin chị Hà thêm 30 giây nữa thôi ạ. Vâng, em vừa mới nói về cái hoạt động từ thiện của Rip Addison ấy ạ. Thì tụi em có một cái chương trình truyền hình. Xin mời quý vị cùng. Em bất ngờ thật sự nhỉ? Không, em bất ngờ, chị cũng bất ngờ sao? Dạ, cho em xin món quà bất ngờ được không ạ? Dạ, đây một món quà bất ngờ cho sinh nhật sớm của anh Kim Lý ạ. Dạ, không biết là anh Lý đang ở đâu có thể đến sân khấu của mấy chị Hà đúng không ạ? Mọi người ơi, bấm tay cho anh Kim Lý đúng không ạ? Happy birthday to you.
chúng ta có thể bỏ tay theo nhịp đúng không ạ? Mọi người mà bất ngờ là thu anh Kim rồi, anh chắc anh trốn rồi hay sao ấy, phải không ạ? Anh trốn chưa? Nghe nhạc này em tưởng nó là mọi người định Happy Birthday Lisa Leon lại, không phải là Kim Lý. Anh Kim Lý là ngày mai, và mọi người có biết không là Hà chọn ngày mai để làm lớp songs là cũng là đặc biệt để dành tặng cho anh Kim đó mà. Ông cầu nhau với Hà một tuần trời đó mọi người ạ. Vì anh Kim không có thích kiểu như là làm dùng beng hay là quá nhiều người xuất hiện, xong rồi anh ấy sợ anh ấy bị đó cập nhật. Chúng ta bỏ tay cho anh Kim Lý ạ. Happy birthday to you. Bỏ tay cho Lisa với Leon ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I'm very excited for tomorrow because I know that my wife has really prepared a fantastic show for everyone. A lot of practicing, a lot of hard work, and tomorrow is a beautiful time to enjoy. And we're here with friends and wonderful people, so it's very, very exciting. And me, the kids, grandma, we couldn't be prouder and happier to have a fantastic wife, daughter, and mother. So we're very excited, and I wish you all a great show tomorrow night. And I hope it doesn't rain, of course. That's the key thing. Chúng ta vỗ tay thật lớn cho gia đình dễ thương này đúng không ạ? Xin cảm ơn gia đình rất nhiều ạ. Sorry mọi người. Và hai nhân vật đấy chắc ngày mai cũng khoảng tầm 6 giờ là tới lên chụp ảnh passport này kia. Như 7 giờ lúc phòng liền. Chứ cái tuổi đã được nói rất to nhưng mà hình ra là náo lại show của em. Mọi người thấy là có dễ thương không ạ? Nếu mà ngày mai xuất hiện lại như vậy thì có được không ạ? Xin cảm ơn gia đình rất nhiều, bạn em mời chị lại sẽ không chút ạ. Bây giờ lại gần một chút xíu á, thì em thấy là ngoài quý vị này. Mọi người chị hãy chị một tràng vỗ tay ạ. À, bên này thì chúng ta có anh Huỳnh Lập ạ. À, em mời anh lên. Dạ, Duy Khánh ạ. À, đây là những nhân vật vừa phá này, cô đang trên sofa của em sao? Mọi người có nhận ra nhân vật nào là cô đơn trên sofa parody không ạ? Mỗi lập là chắc là bận rồi.
một lần nữa cảm ơn các em rất là nhiều đã đến đây ủng hộ tinh thần cho chị. Mà chị né các em bởi vì cười nhiều mai không hát được thiệt. Em biết cái đét của em mỗi khi cười là em cười hết cỡ, mà em gặp các bạn này là em không chịu nổi, nên là mai xong rồi mình tính after party. Đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian. Không biết là các anh chị ở đây, các anh ở đây chị đây. Dạ anh chị, dạ các anh chị ở đây, lộn nữa. Dạ các anh ở đây thì không biết là mình có một câu hỏi nào đặc biệt dành cho chị Hà trước thềm lớp son vào ngày mai không ạ? Bây giờ bắt đầu từ anh Duy Khánh được không ạ? Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Dạ thì nếu mà được hỏi một câu hỏi dành cho chị thì em chị có thể bật mí một bài hát trong cái chuỗi những cái ca khúc mà ngày mai chị sẽ mashup, mà đó không phải là ca khúc của chị không ạ? Hợp lý không mọi biết người? Không? Mọi người muốn biết không hay là mai mới biết? Mai. Vậy thôi em coi như em cứ nói gì nha. Không, nhưng mà để cho chị trả lời một chút xíu đi. 50% cái đó thôi, mình không nói bài ra. Mà hình như là những lớp song trước Hà chỉ 1-2 bài, lần này Hà sẽ cover 4 bài. Đó. Mà 4 bài này thì Hà rất là yêu thích và không ngờ là nó lại hợp với những cái bài của mình như vậy. Mà quý vị biết là hát một bài hát nó đơn giản lắm, chỉ cần phối xong, hát xong là xong. Nhưng mà khi mà nó liên khúc hoặc là mashup ạ, nó cần một sự đầu tư chất xám một chút. Vì mình phải tìm hiểu là nó có cùng tông nhạc hay không, nó có cùng tempo hay không, và hai cái bài hát đấy nó quyện vào nhau thì liệu nó có ổn hay không. Chính vì cái đó nó mới mất thời gian. Thì ngày mai mọi người đánh giá giúp Hà, nhưng mà Hà tin là Hà và anh Hoài Sa đã có những buổi làm việc đạt kết quả tốt cùng với nhau, thì không có lý do gì ngày mai. Mà nếu ngày mai mọi người nghe những bài hát đấy, mình đã cố giữ bí mật tới ngày mai rồi, thì nếu mà bất chợt một bài hát nào mọi người yêu thích, đừng ngần ngại vỗ tay nha mọi người. Bởi vì mọi người vỗ tay, mọi người la hét là ở trên này sẽ rất máu để hát thêm. Lại câu hỏi. Dạ, em Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang ngồi đây ạ. Thì bản thân em thì với cái tâm lý là em đi nghe nhạc là em nghe thôi, là coi như là toàn tâm toàn ý mình nghe, chẳng thắc mắc cái gì hết trơn. Trời ơi, phải hỏi hết á. Tự nhiên người ta chuẩn bị hát cái hỏi này kia nọ chi vậy? Tôi cứ ép hỏi nè. Thôi mà sẵn ép hỏi để em hỏi luôn. Thì bình thường thì em biết là trong lớp son của chị là chị ngồi, chị hát nghêu ngao và chia sẻ tâm sự của thú hết. Thì không biết là với cái phần này là một cái không gian rất là đặc biệt, thì không biết là chị có lôi nguyên cái sofa lên sân khấu hay không. Với cái cuộc đời trên sofa của chị, và em cũng hỏi thêm là chị cũng có làm câu cái sofa chị bay lên trên núi không, cho nó phù hợp với lại cái không gian Đà Lạt cái này. Để em hỏi chị thôi. Dạ. Nó phù hợp, tại vì mọi người đang nhìn chị không, cái không gian nó gần chị câu lên được, phải ngước lên nhìn chị là chỗ vui. Dạ. Không biết là chị có đầu tư chị thêm trong cái đêm của mình không? Cả hai câu hỏi đấy đều trả lời là không. Không, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì em hỏi em không có gì để hỏi. Không, bây giờ có hỏi đây nè, chị có muốn đi tấu hài tụi em không? Không, em không sao mà làm ca sĩ cũng làm, nếu là danh hài ngọt hào đó cũng hay. Nếu mà chị muốn thì chị cứ ngỏ ý rồi bốn đứa tụi em là hỗ trợ chị hết. Dạ, tấu hài chống đồng thì cái họ cũng hay. Lên kịch bản với chị lên đó chị không cần phải tỏ chứng, chị cười không cũng được. Để chừng nào lớp song mà không phải cái kiểu bán vé mà một tiếng hết thì chị mới đi tấu hài, nhưng giờ hiện tại nó bán vé được quá hay. Dạ em thì chắc em nãy giờ hai bạn thì hỏi mấy câu hỏi vui rồi, thì em muốn hỏi một câu hỏi chuyên môn hơn. Tại vì em biết là ngày mai chị tập trung hết lực của mình cho lớp son ở trên sân khấu, thì em không biết là lúc đó anh Kim Lý ở đâu à? Tại vì lúc đó thì lúc đó chị đang toàn tâm cho sân khấu rồi, thì em nghĩ. Dạ đúng rồi, còn em sẽ chăm sóc chồng chị giùm. Em sẽ quan tâm để lo ảnh ăn uống này kia, tại vì lúc đó chị đang bận rồi. Lúc này có anh ở đây em hỏi đi, bây giờ em hỏi chị. Lúc này cũng sao bị đắng. Lúc này á, thực sự chị đứng hát trên sân khấu chị đâu biết anh đi ra đi vô kiểu gì, có gì em để mắt tới giúp chị khám. Vậy thì em sẽ đi cùng anh từ khách sạn qua luôn. Dạ. Chị ở khách sạn nào anh chị? Ở ngay đấy. Dạ. Lên xuống nhá. Dạ. Dạ cảm ơn chị.
Thấy tới em là thấy hết vui rồi đó. Không vui rồi đó, vui rồi, vui rồi. Thật sự là em cũng giống như Quỳnh Lập vậy đó mọi người. Giống như em đi tới đây em từ bữa tiệc gì trà chiều. Em chưa uống trà mà em chưa ăn chiều luôn. Nãy giờ em hỏi là chừng nào em được ăn. Dạ. Hết. Em hết, em thực dụng. Câu hỏi này có đại diện ở dưới, có ai nhắm lên hỏi. Đúng rồi hả? Em câu hỏi xác thực đúng không chị? Ừ. Chị trả lời giúp em nhé. Anh Trần Thành Trung đâu, anh trả lời giúp em câu này lên chị. Dạ, quản lý em ạ, bạn Trần Thành Trung đây là đang trả lời giùm em. Đó. Hỏi là mình mời mọi người tới uống trà chiều. Mà chiều đã dần phai và tối tới nơi rồi mà trà không có, tán cũng không có. Sao ạ? À, chắc được mọi người ạ. Là bây giờ mình rượu, chứ không phải trà. Dạ, chắc là thật ra là ekip muốn chọn cái không gian ở ngoài trời để cho mọi người một cái lạc tảng buổi chiều ở Đà Lạt nhiều hơn. Nhưng mà chắc là cơn mưa vẫn kéo dài nên là đã chọn cái ngán phòng này là một cái phương án thứ hai để mà giờ vô đây. Nên là những cái bánh trà hay trái cây vẫn còn ở ngoài nha mọi người. Một chút xíu sau khi mình bốc thăm trúng thưởng xong, chắc là mời tất cả mọi người sẽ ra chụp hình với Hà và ekip một tấm hình tập thể với nhau. Những khách VIP đã dành nhiều thời gian và những người săn vé đầu tiên để mà đến ngày hôm nay ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong phòng cũng để những lời cảm ơn từ những cái món quà này mọi người. Ê, nhưng có câu hỏi này mọi người thắc mắc lỡ đi. Mai vẫn mưa thì sao? Thì vẫn ngồi coi gì à? Vẫn ngồi coi. Hiện tại là dạ. Hiện tại là ekip có chuẩn bị 1.000 cái dù. Dù cho mọi người. Và ngoài cái sân khấu chính thì cũng có chuẩn bị 2 cái màn hình LED. Ở sau hình như là mình ngồi cao dần đúng lên rồi. Mà đây thật ra là không có câu sofa hay không có câu Hà lên, nhưng mà khán giả sẽ được câu lên. Có nghĩa là vì cái đội hình, vì cái địa hình ở Đà Lạt Ba Lát nó là dốc xuống, nên là tất cả chỗ ngồi của khán giả sẽ được nâng bật lên cao để mọi người có thể bao quát và nhìn rõ cái mắt biên chiếu trên tòa nhà. Cái đó là khán giả sẽ được dù. Được dù, tất cả khán giả dù. Còn mình Kim Lý sẽ che. Nhưng mà em chơi tới mọi người ơi, mưa càng mưa. Ở đây có tay em, có trang rồi nè, chắc là mấy chị em sẽ lên còn về nha. Nhưng mà nói thiệt nha, mong là trời đẹp. Nhưng mà em mưa là em không ngán, không biết mọi người ngán không ạ? Không, không. Tới đây rồi, tới đó. Thật ra là, chắc là Hà có chia sẻ rồi, ở đây á, khi mà ship vé cho mọi người mới phát hiện là ở Hà Nội với Sài Gòn đương nhiên là hai trung tâm lớn là mọi người mua nhiều vé nhất. Nhưng mà vẫn có rất nhiều ở tỉnh ở xa như Cà Mau, Cần Thơ, Thái Nguyên, rồi Cao Bằng gì tùm lum hết á. Và thậm chí mấy anh chị ở bên Mỹ về. Nên là khi mà lớp son được đón nhận như vậy á, ekip rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương lớp son suốt 14 năm qua. Nhất là từ khi lớp son trở thành một cái live show diễn ra khắp nơi, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở Hà Nội và Hà đang lưu diễn ở các tiểu bang ở Mỹ cũng khá được đón nhận. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mọi người ra để chụp hình rồi uống trà chiều hay là để em phục vụ mọi người trà chiều ở đây ạ? Chứ gì trời mưa quá mình bê trà ở đây được không ạ? Dạ bán sao hết rồi đó. Đang ở trên mấy cái kệ là bánh như đây. Đang để xong cái kệ. Ok. Đó mọi người, tại vì ở đây không gian hơi nhỏ cho mọi người một chút xíu thôi chụp hình xong mọi người có thể dùng trà và bánh nha. Ok. Chắc là nhờ mấy bạn ở đây bốc thơm luôn á. Dạ cảm ơn Trung rất là nhiều ạ. Trung cái gì, Trung cái gì? Và dạ. Cái này hấp dẫn này. Dạ, bây giờ thì anh ở lại cùng với chị Hà để chúng ta đến với một cái phần mà gọi là mọi người mong chờ nhất trong tối ngày hôm nay là bốc thăm trúng thưởng ạ. Và chúng ta sẽ có một giải kim cương, 2 giải vàng và 3 giải bạc. Và bây giờ chúng ta sẽ kiếm ra 3 vị khách rất là may mắn để đoạt 3 giải bạc đầu tiên. Chị ơi, cái này giải bạc. Chị giải bạc chị né tên em nha. Dạ, phần thưởng của giải bạc là một thẻ Vitamin Platinum Plan ạ. Dạ, rất là giá trị, mọi người yên tâm ạ. Đó, chị giá nè. Dạ, chị giá. Dạ, đó là 49.500.000 đồng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt biết được ba vị khách đầu tiên may mắn được giải bạc của chương trình bốc thăm trúng thưởng tối hôm nay.
Vương. Dạ, anh Vương ạ. À? À chưa không, cái này mới hỏi. À. Vương Đình Phát đang ngồi ở đâu? Dạ, Vương Đình Phát ạ. À. Không biết là anh đang ngồi ở đâu. Khán phòng này nhỏ mà ta. Xé xíu. Không, 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 ở đây nhỏ đó, xé xíu. Dạ, Vương Đình Phát lần thứ nhất ạ. Vương Đình Phát lần thứ hai ạ. Dạ, Vương Đình Phát lần thứ ba ạ. Trời đất ơi. Dạ. Dạ, cái phiếu của em là Bùi Thiên Bảo ạ. Dạ, Bùi Thiên Bảo. Bùi à. Thiên Bảo lần thứ nhất, Bùi Thiên Bảo lần thứ hai, Bùi Thiên Bảo lần thứ ba. Em bất lực. Từ từ thôi, mọi chắc người là anh, chắc là hai ảnh tới có đi ăn vòng vòng đâu là ăn bánh căn đó là lạc hay gì. Mọi người biết sao không, trong đây rất nhiều phiếu mọi người. Thật sự bây giờ sơ hở một chút, ai mà đi vệ sinh mớt quà ráng chịu. Đúng không mọi người? Nếu như người mình ngồi ở đây từ đầu tới cuối đúng không? Không được quà, người ta biết mất tiêu rồi mình ta được quà không, sẽ liền. À, bây giờ tới Duy Khánh. Ê, đi lại gần Duy Khánh. À, chuẩn bị xé nữa hả? Hay sao? Dạ vâng ạ, à, hy vọng bất quá tam nha. Dạ, xin chúc mừng, em không biết anh hay chị, em đọc tên thôi nhá. Là Triệu Alpha. Triệu Alpha lần là... À, có lần bằng hóa. Chúng ta vỗ tay cho anh Triệu Alpha. Không, mất cỡ, không, mất cỡ, không, đứng dậy xé. Không, ra đây liền xé. Đã có cái tên đầu tiên cho ba giải bạc ạ. À. Cái tên tiếp theo là gì, anh Duy Trần? Dạ, tên Triệu Alpha lần là xé nha mọi người. Thì chúng ta hãy nhanh tay. Tập trung lắng nghe cái tên nha mọi người nghe. Có là ê, em có. Dạ ơi. Nói gì đây? Một rồi. Em đợi phản ứng nhanh. Dạ, em xin chúc mừng anh Huỳnh. Anh Huỳnh lần thứ nhất. Anh Huỳnh lần thứ hai. Anh Huỳnh lần thứ ba xé. Rồi, lần thứ ba. Lần thứ ba. Anh Quỳnh lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Và bây giờ là người tiếp theo ạ. À. Không, để em tìm hiểu chứ làm anh Quỳnh làm đi. Được không? Và người tiếp theo, Đỗ Thị Thúy Dung lần thứ ba. Rồi, lấy lẽ chị, lấy lẽ chị. Còn chị một là... người nữa, bây giờ chị Hà bóc một người nữa. Anh Quỳnh chỉ còn một giải vàng thôi ạ. À. Em bóc, em đọc, em xé luôn. Nguyễn Khánh Linh. Có, không ạ. Wow. Chúc mừng hai chị. Dạ mời hai chị lên sân khấu. Xin mời hai chị lên sân khấu ạ. Wow. Mời chị Hà trao hai gói Dream Weight Loss trị giá 100 triệu đồng cho hai vị khách may mắn. Chúng ta vỗ tay cho hai vị khách được không ạ? Sorry. Xin chào tất cả. À, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là xin chào để bắt đầu lại từ đầu. Xin chúc mừng cho tất cả các vị khách may mắn vừa rồi đã trúng được giải vàng, giải bạc và giải kim cương. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với tiệc trà chiều ngày hôm nay. Và rất mong sẽ gặp lại mọi người vào ngày mai, ngày 13 tháng 11. Đêm chính thức lớp son, lớp Việt Nam sẽ được bắt đầu. Nhưng bây giờ chắc là mình ra ngoài mình cũng phải uống tí trà để cho đúng trà chiều chứ. Xin mời mọi người hãy nắng rồi. Xong rồi mình chụp hình với nhau nữa nhá. Ok. Dạ xin mời mọi người nắng lại, chúng ta có thể dùng buffet. Thank you very much. Thank you. Adiós. Dame eso en el